Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Tiếp tục với các bác những dòng đẩy bái xịn B3 A7 cộng các bác nhá. Trước khi đi vào giới thiệu lại về cái dòng đẩy B3 này thì mời các bác cùng thẩm âm đánh trực tiếp đẩy với những dòng loa chép thường bát 25 các bác nhá. Anh nhớ biên thủy có nhớ không? Đêm nay có người đang ngóng trông. Nhớ anh lệ thắm khăn tay, ngắm con ngủ say giấc nồng. Để vàng mong ước đêm đông. Ôi vui ban đầu mới biết nhau. Đêm trăng mộng hải mơ. Vâng, đây là theo yêu cầu của rất là nhiều bác muốn em test cục đẩy trực tiếp mà giữa đẩy ra loa với những dòng loa chép giấy. Thì các bác vừa được thưởng thức với cái chất âm phải nói là quá là sạch tuyệt vời của một chiếc đẩy bái xịn dòng B3 A7 cộng hàng thương hiệu của Đức các bác nhé. Phải nói là quá tuyệt vời. Thì với cái lô hàng B3 này thì cũng có giới thiệu với các bác qua một cái clip là giới thiệu với các bác là bên em tiếp tục có dòng hàng này về được 15 chiếc, hiện tại thì còn 11 chiếc nữa thôi là hết rồi. Thì cũng mới có thời gian để review lại cho các bác cùng xem. Thì lần này về hàng cũng rất là đẹp các bác nhé, hàng rất là đẹp. Đây, với cái yêu cầu của các bác đây em cũng đánh trực tiếp giữa điện thoại này, ra đẩy và ra loa. Thì tất cả những cái video cũng như là các dòng đẩy, ví dụ như Martin, ETC hoặc là các dòng đẩy khác bên em đều test như vậy các bác nhé, để các bác có thể thẩm âm được trực tiếp mà cái giải tiếng nó ra nó sạch. Cái thứ hai là bát trung chét nó rất là tách bạch nhau, để khi các bác ghép với những chiếc vang hoặc là nghe nhạc thì nó mới gọi là tuyệt vời các bác nhé. Đây em đang ghép trực tiếp các bác nhìn không ạ? Đấy, từ điện thoại ra đẩy nha các bác nhé. Và đây là dây loa. Đó, trực tiếp ra chiếc loa audio Phần Lan các bác nhé, dòng chép giấy các bác nhé. Các bác nghe nhạc hát karaoke rất là tuyệt vời với cái dòng đẩy B3 A7 cộng này. Đây là hàng xịn các bác nhé. Đây em sẽ cho các bác cùng xem cái công suất đây. Thì ở đây thì đánh với chế độ 8 ohm thì nó là 660W. Nhân 2 có nghĩa là một kênh này của nó sẽ là 660W. Đó, hai kênh thì nó hơn 1200W các bác nhé. Còn đánh với 4 ohm của nó lên đến 1000W. Đó, nhân 2 các bác nhé. Phải nói là quá là khỏe để các bác chơi. Lần này về hàng cũng rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp. Cái đặc biệt hơn là khi các bác sử dụng những cái dòng kệ ngắn thì rất là tiện ích cho các bác để các bác sử dụng. Đầu tiên cái tiện ích thứ nhất là các bác có thể bỏ được cái tai này. Đó, đã sử dụng dòng xịn thì muốn mà cho nó gọn ghẽ một tí thì dòng này sẽ xử lý được cho các bác luôn này. Thứ nhất là cái kích thước của nó cũng rất là ngắn để cho các bác chơi nhé. Đây em sẽ đo trực tiếp này. Đây là 20 các bác nhé, 20. Nó chỉ rơi vào 40 thôi. Bình thường các kệ nhà của các bác rơi khoảng tầm 45 thì kể cả đến dây rắc nữa là chuẩn các bác nhé. Thì bên em đi lắp cái với những cái dòng kệ mà bên chung cư rất là nhiều, nhưng mà ghép cái với những cái dòng đẩy này thì kích thước nó rất là tuyệt vời, vừa khít vừa đẹp luôn các bác nhé. Đó là cái kích thước của nó chỉ 40 thôi. Nếu mà các bác có thể tháo tai đi nhá, tháo tai bằng cái lục giác thì nó còn ngắn thêm được khoảng tầm 2-3 phân nữa nhá các bác nhé. Đó, đây em sẽ cho các bác cùng xem một chiếc với cái dàn tụ của nó các bác nhé. Đây là cái dàn tụ nó này, đặc trưng của nó đều được bọc một cái lớp qua trên. Đó, các bác nhìn tụ đẹp không ạ? Đó, lô hàng này về rất là đẹp.
còn 11 chiếc các bác nhé. Thì với dòng đẩy này hiện tại đang chạy là 4 quạt các bác nhé, 2 quạt hút và 2 quạt đẩy. Đây, 2 quạt đây và 2 quạt đây. Đó các bác nhìn ạ. Đây là cái bo mạch về nguồn nhé. Đặc thù của với cái dòng đẩy B3 hàng xịn này thì nó lại ngược một chút, là có nghĩa là nguồn nó sẽ để ở bên trước, còn cục biến thế để đằng sau. Còn với các dòng khác thì nó sẽ để ngược lại. Nó là một dòng thương hiệu đẳng cấp rồi, với cái dòng đẩy B3 này. Đây em sẽ xoay cụ thể cho các bác. Đó, đây em sẽ tăng từng kênh một các bác nhé. Cho con lại đến mãi bây giờ, cha sống đam mê khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê. Đó các bác có thể thẩm âm được cái giải, phải nói là quá là sạch của cái giải lời cũng như là giải chép, rất là mềm của cái những cái tiếng chép. Đây là giọng chép thường các bác nhé, các bác lưu ý là chép thường. Đó, vâng, em sẽ quay một chút đằng sau. Đây, một chiếc ở đằng sau để cho các bác cùng xem. Đây là cái mặt đằng sau các bác nhé, có những cái thông số thứ sau. Đầu tiên ở đây thì các bác sẽ nhìn thấy cái thông số mà để các bác có thể gạt ở chế độ 8 ôm hoặc là chế độ dồn kênh. Đó, và cái thông số thứ hai là cái độ nhạy. Cái độ nhạy này thì các bác có thể đánh với những dòng loa, ví dụ như là các bác đánh loa full 30 thì các bác để lên 50 Hz để đẩy cái giải tép cũng như là giải lời nó mạnh hơn, để nghe nó hay hơn, đầm hơn. Còn khi các bác sử dụng với những cái dòng loa bass 20 hoặc là 25 quay đầu chẳng hạn thì các bác cũng có thể gạt xuống 25 Hz hoặc là 5 Hz. Đó, cái này là cái độ nhạy của nó các bác nhé. Và tiếp theo đó là ở đây là một cái cổng để các bác tiếp mát này. Để ở chế độ on này là tiếp mát ra những cái vỏ của cái đẩy này các bác nhé. Đó, ở đây sẽ là một cái chế độ clip man này. Cái chế độ này thì để các bác gạt on hoặc off. Đó, để chạy cái chế độ led đằng trước các bác nhé. Và tiếp theo ở đây sẽ là cái cổng Canon đầu vào và cái cổng 6 ly. Đó, rất là tiện lợi cho các bác sử dụng. Ở đây thì các cái thông số mà để các bác có thể đấu nối jack khóa loa bình thường hoặc là cái jack Neutrik thì nó có ghi trực tiếp trên này thôi. Còn với công suất thì ở trên này nó ghi rất là cụ thể rồi, A7+. Đó, công suất của nó 1000W khi mà đánh với chế độ 4 ohm và chế độ 8 ohm thì nó là 660W một kênh. Đây em sẽ cho nhỏ đẩy để các bác cùng thẩm âm với cái dòng quạt này, 4 quạt nhưng mà nó đang chạy 12V thì nó rất là êm. Đó, như là một quạt mới các bác nhé. Đó, các bác cũng có thể không nghe thấy khi qua nghe video vì căn bản là cái tiếng nó rất là nhỏ. Đây là đang chạy 4 quạt các bác nhé, 4 quạt nhưng mà đang chạy quạt 12V cho nên rất là êm. Đây là các bác đang được nghe trực tiếp đánh giữa đẩy và loa. Đó, qua tín hiệu từ một chiếc điện thoại. Đó, rất là phê và hay luôn cho các bác. Nếu mà các bác về ghép với những chiếc vang thì khi mà đẩy lời như kiểu cái Martin ấy, khi mà đẩy giải lời của mic thì nó rất là tốt vì nó sẽ sạch tiếng hơn. Cái thứ hai là khi các bác nghe nhạc cũng vậy, thì những cái giải nó tách bạch và nó sạch tiếng thì nghe nó sẽ phê hơn. B3 A7+. Đó. Đây, hiện tại thì em đang bày ở đây có vài chiếc thôi, còn tất cả để ở dưới kho. Tất cả hàng đã thổi bụi rất là sạch sẽ, đẹp đẽ cho các bác, chỉ việc lấy được các bác nhé, để về sử dụng. Bên em sẽ bảo hành cho các bác 6 tháng. Giá là em sẽ báo luôn cho các bác, giá của nó là 4 triệu một chiếc các bác nhé. 4 triệu là có hỗ trợ ship và dây dắt cho các bác rồi. Đó. Rồi anh sẽ sang thăm nhà em với mình câu, với mình châu, ta làm lại từ đầu. Với cái dòng B3 xịn này thì lúc nào nó cũng là nguồn đồng 100% các bác nhé. Đó, nguồn đồng 100%. Nguồn này nó rơi vào tầm 18-19 các bác nhé. Nguồn đồng 100%.
Rất là nhiều bác hỏi là cái dòng đẩy này chạy bao nhiêu sò. Thực ra thì với dòng B3 thì các bác không nên hỏi sò, vì căn bản là nó công suất nó đã ghi trực tiếp đây rồi. Đấy, các bác cứ theo công suất mà các bác đánh loa thôi. Đó, nó ghi trực tiếp công suất đây rồi. Nó không như những cái dòng mạch thường chẳng hạn, thì nó ví dụ như là 16 hoặc là 20 sò, 24 sò đấy, các bác cũng cần đếm sò, vì căn bản nó đây những cái dòng này nó đã ghi công suất cụ thể đây rồi. Ok, em xin được kết thúc video. Các bác nào mà có nhu cầu hoặc là tư vấn thêm về những cái dòng đẩy hoặc là những đôi loa hoặc bộ karaoke thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với bên em Micro Audio. Thì hoặc là những cái dòng loa hàng bái xịn như là Audio Phần Lan này chẳng hạn. Ok chưa? Vâng, em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.